Xin chào mọi người, là một thằng hủ nam 19 cái thanh xuân, chưa biết yêu là gì, và tôi thằng. Nhưng tôi có một con bạn cùng thực tập trong công ty, nó tên là Di, nó là một con hủ đúng nghĩa, và nó có một sở thích quái dị, đó là nó thích ship tôi với những anh đẹp trai mà nó gặp, còn mất dạy hơn là nó để tôi nằm dưới. Và sau đây là chuyên mục bóc phốt con bạn hãm bếp, xin được phép bắt đầu. Đó là chủ nhật vừa rồi, tôi với nó đi vào một quán lẩu, mọi chuyện sẽ bình thường nếu như anh nhân viên phục vụ không xuất hiện, anh chào hỏi lịch sự và hỏi muốn dùng gì. Nó quất một câu xanh dờn, anh ơi anh thấy bạn em thế nào ạ, nó có đúng vụ anh không? Tôi lúc đó chỉ muốn chui đầu xuống bàn, ừ thì mọi chuyện cứ vậy cho tới khi tôi đi tính tiền. Anh nhân viên phục vụ hồi nãy sau khi thói tiền cho tôi, anh nói một câu mà tôi cả đời sẽ mãi nhớ. Anh có người yêu rồi, người yêu anh là chủ quán này. Lúc đó chỉ có một từ để diễn tả tôi lúc này, nhục, đúng, chỉ một từ thôi, đó là nhục, nhục éo chịu được, tôi bị từ chối như đúng rồi trong khi tôi chả tỏ tình gì cả,